Chào cả nhà nghe. Khách mới đem cây quạt gió lại nè, nói là nó gắn điện không chạy nghe cả nhà. Bây giờ mình sẽ ghim điện thử coi cây quạt nó có chạy không nghe cả nhà. Cái chui đó nè, mình sẽ thử cái chui điện nha. Sau đó mình mở lên coi nó chạy không nghe. Hư rồi cả nhà ơi. Thì bây giờ mời cả nhà theo dõi, mình kiểm tra ra coi nó bị hư cái gì nha. Cái quạt đó nó, cái cốt nó bị bể cái lông đền mũ á cả nhà, cho nên nó gì nè, độ nó xanh. Cái cốt này nó bị bể cái miếng mũ lông đền ở trong á cả nhà, cho nên là cái cốt nó lồi, ra dài ra luôn ha. Cái gô to nó sát với cái lồng nhôm luôn nè, thấy không? Đó, đó. Nè, cái gô to nè, bởi vì không chạy được ha. Đó, thì bây giờ mình tháo ra mình khắc phục lại ha. Cái cốt nó cũng bị hơi, nó hơi gít. Đầu này bể à ha, bởi vì cái lỗ quạt nó không chạy nổi. Sao làm được không? Hả? Câu sạc được không? Chạy ra nha cả nhà. Bây giờ mình gáp vô nha. quạt nó dơ luôn. Tổng mấy chục lớp bụi luôn á. Quạt của em sửa xong rồi nghe cả nhà. Đó thì nếu cả nhà yêu mến kênh thì hãy tiếp động lực cho em một cái like, cái chia sẻ, cái đăng ký kênh nha. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống nha, hạnh phúc bên gia đình nha cả nhà. Bye bye cả nhà nha.